thiết kế phòng khách như thế nào cho hiện đại. Đặt sofa hai mặt, một mặt hướng ra bên ngoài, có thể đặt bàn sách học tập làm việc đều được. Một mặt hướng bên trong, đặt bàn trà, có thể tiếp khách trò chuyện. Lắp đặt máy chiếu, rảnh rỗi có thể xem phim, nếu thấy hay thì nhấn theo dõi nhé. Phòng tắm phong cách hiện đại năm 2021. 1. Xây vách tường cao một nửa, nửa trên lắp kính thủy tinh, có thể đựng đồ vật lại đón nắng. 2. Giá phơi đồ đặt phía dưới, ở trên ốp đá hoa cương, kích thước vừa vặn lại bảo vệ môi trường. 3. Bên dưới là ống thoát nước, hai bên có thể đặt giỏ quần áo bẩn. Nếu thấy hay thì nhấn theo dõi nhé. Diện tích nhà vệ sinh nhỏ nhất định phải thiết kế như thế này. Nếu xây tường không thì rất lãng phí, nên làm như thế này. Bên cạnh toilet khoét một hốc âm tường để đựng giấy vệ sinh. Bên ngoài khoét một cái hốc để đựng khăn tắm, sữa tắm gội. Bức tường bên cạnh cửa ra vào cũng khoét một hốc có thể đựng mỹ phẩm dưỡng da. Xây tường như thế diện tích cho dù nhỏ cũng có thể chứa được nhiều đồ. Phòng khách trong tương lai sẽ như thế nào? Cần đọc nhiều sách, đừng xem TV nữa. Tạo cho con cái không gian để có hứng thú đọc sách. Bố trí khu vực học tập cho con, dạy con mình học địa lý thiên văn. Phòng ngủ nên thiết kế như thế nào cho đẹp mắt? 1. Làm sàn gỗ, đặt bàn học ở trên, ban công cửa sổ đặt một cái đệm ngồi. 2. Trực tiếp đặt một tấm nệm lớn, tủ đầu giường đặt dưới bàn học, diện tích phòng nhỏ cũng có thể để. 3. Bên kia thì làm một cái tủ kéo hình chữ L kết hợp với tủ quần áo, vừa đẹp lại tiện lợi. Nếu thấy thích thì theo dõi nhé. Ban công thì nên thiết kế theo phong cách này. 1. Gần cửa sổ lắp giá treo để phơi đồ, bên dưới là kệ phơi. Kéo rèm che lại, tăng tính thẩm mỹ. 2. Chính giữa đặt bàn gỗ nhỏ, uống trà ngắm cảnh đều được. 3. Đặt kệ cao hẹp sát tường để chưa máy hút bụi, bên cạnh đặt bồn rửa, máy giặt. Nếu không biết thiết kế nhà mình thế nào thì nhấn theo dõi ngay nhé. Phòng ngủ nhất định phải bố trí như thế này. 1. Đừng dùng tủ quần áo nữa, lắp đặt giá kim loại treo đồ, vừa rẻ lại bảo vệ môi trường. 2. Đầu giường đặt một tủ trang điểm có thể không cần mua kệ. 3. Phía dưới kệ cửa sổ đặt một tấm ván có ngăn kéo. Rất nhiều người gấp gáp mua vật dụng phòng ngủ mà không hề thiết kế khoa học. Nên tham khảo thêm nhiều video trước khi bày trí nhé. Khu vực cửa ra vào nên bày trí như thế nào? 1. Bên cạnh tường đặt một kệ tủ cao, có thể đựng dụng cụ, máy hút bụi. 2. Chính giữa đặt tủ chia ngăn trên dưới, giày có thể phân loại theo mùa. 3. Bên cạnh cửa bố trí nơi để ngồi mang giày, như vậy sẽ không mệt. Bên dưới đặt dép mang trong nhà, có thể tiện lợi thay khi vào nhà. Nếu thấy hay thì nhấn theo dõi nhé.